Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa, là không giờ phát sóng quen thuộc của kênh Chị Dậu. Tâm An rất vui được tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 20 của câu chuyện Giá của Cái Nghèo. Tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình huống rùng rợn nhất khi mà cô Hường nhập vào xác của quý và tìm cách trả thù những người từng hãm hại cô. Và ngày hôm nay liệu rằng cô Hường có thể trả thù được hay không? Và chuyện gì lại tiếp tục xảy đến với gia đình Thanh Long? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Một lúc sau đó nhà Hiếu và Vui cũng về. Nghe đầu sớm bảnh mắt, mộ Vui bảo thèm bún đậu nên bắt chồng chờ đi. Nhìn cái cách hắn chăm vợ mà ngưỡng mộ. Gạo không dám tưởng tượng nếu như Hiếu biết hắn không đẻ được con. Và đứa con này là con của một tên nào đó bắt hắn đổ vỏ Thì ai dám chắc hắn để cho con mẹ Vui này thở chứ. Thảo sang chơi đi à? Sao mà trông em mệt mỏi thế? Chắc là chú quý Bắt ấp trứng nhiều quá có phải không? Nghĩ mà thấy cô sướng thật. Lấy con nhà giàu lại là con một. Người ta không cung phụng cô thì cung phụng ai? Vui chồng thấy cây thảo thì lại càng khen. Nhưng lần này nó chỉ biết cười méo cả mặt. Tầm này giàu mà bị ma dí thì nó cam tâm nghèo còn hơn. Nhưng mà ân hận lúc này cũng chỉ bằng thừa. Ngày đầu mấy hôm trước, Hiếu lại sang nói chuyện với lão Long Mượn tiền không cần thế chấp Bởi hắn cũng có công Giúp lão làm thêm được mấy cái sổ đỏ Cho nên ông Long cũng nể Mà cho hắn vay mượn Gạo không biết Hiếu mượn tiền của ông Long làm cái gì Mà mượn nhiều thế Bởi tiền xây nhà Hắn cũng chẳng trả cho người ta đồng nào Còn cái dự án của hai người đàn ông kia Ngày đầu vẫn đang xây dựng Khá thắc mắc Xong gạo không thèm hỏi Bởi có bao giờ anh em hòa thuận mà quan tâm hỏi han nhau đâu. Vui làm thân đưa cho Thảo một bọc xoài, à thấy gạo đang phơi quần áo thì sẵn rộng để sai. Gạo này, gạo có làm gì không? Sang giặt chị ít đồ cho cháu, chị bụng to, không ngồi giặt được ấy chứ. Gạo vầy cái áo nghe cái bạch bạch, khiến nước văng ra tứ tung. Cô không nói năng gì, hiểu đường đấy nghĩ em gái mình không nghe, thì lại hỏi tiếp. Này, Chị vui bảo mày có rảnh không? Sang giúp chị ấy một tay. Đéo ai rảnh? Mù không thấy hay sao mà hỏi rảnh hay không? Nghĩ buồn cười nhở? Chờ vợ đi ăn thứ này thứ kia. <laughs> ông ngà ông nghẹo từ sáng tới giờ. Mà không nỡ lòng nào mua cho thầy được bát cháo thịt về ăn để uống thuốc. Có vợ rồi đội vợ lên đầu. Còn người đẻ ra mình đem vứt có phải không? Nhờ giặt quần áo. Thảo nó ngồi ở đấy. Sao không nhờ nó giặt cho? À, hay là tại giàu quá nên sợ Ăn thì mỗi nó ăn Có đứa không cho ăn ấy, Thì lại vác mồm đi nhờ 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 cái cục cất Cậu vừa phơi quần áo vừa chỗ mồm lên chửi Hiếu quay ra nói với thầy Thầy, thầy xem Nó có láo không Nó gọi anh chị bằng nó cơ đấy Sau này có học mà mày láo thế hả à? Thầy đang ốm Đừng có lôi thầy vào Láo thì mới biết chăm thầy chứ Ngoan đấy, bỏ thầy chăm vợ Bầu được mấy tuần mà làm như sắp đẻ đến nơi mà vướng bụng to chị không giặt được. Chắc có mỗi vợ anh chửa thôi. Còn người khác chửa người ta nằm liệt. Đúng là người ta nói cấm có sai. Người chuyên bắt bẻ nói đạo lý. Thì thường sống như cái lò. Tôi nói cho các người hay. U thì chết rồi. Còn mỗi mình thầy thôi. Lo một đối xử cho đàng hoàng. Chứ sống thì không lo. Chết ý. Lại khóc to nhất nhà. Giờ ai cũng là con của thầy. Mỗi người chia ra tuần người này chăm. Tuần sau người kia chăm thế thôi một lần nữa gạo nhắc đến chuyện chăm sóc ông đỏ vui nhếch mép cười đáp tưởng thế nào hóa ra em so đo thua thiệt sao thế mà bảo thương thầy lắm đây không phải là so đo mà tôi nói về chuyện trách nhiệm chẳng cứ gì thầy u đẻ ra ba đứa chứ không phải là một mình tôi hay là chị nghĩ thầy u cho tôi ăn cơm còn chồng chị ăn cám lợn nên không cần phải chịu trách nhiệm Người ta đang trông mong con cái như anh chị Đáng lẽ ra Là người phải hiểu rõ hơn ai hết chứ Gạo nói câu nào chết câu đấy Không vòng vo không văn vờ Hiếu thở hắt ra Rồi hứa với gạo Thôi được rồi Nếu cô gạo nói như vậy Anh chị từ ngày mai Chăm thầy Còn hôm nay cô cứ trông đi Anh đi giải quyết nốt việc Rồi anh về Anh tính tiếp Gạo gật đầu đồng ý Vợ chồng Hiếu lại phóng xe đi Ông đỏ mắt ngấn lệ nhìn con. Ông trách bản thân mình. Đáng lẽ ôm đau thế này. Thầy phải chết quách đi mới đúng. Sống lầy lắt. Để khổ. Khổ các con. Anh em chúng mày lại cãi nhau. Đây không phải là cãi nhau thầy ạ. À. Thầy cứ để chúng con báo hiếu thầy. Con chỉ đang nói chuyện về trách nhiệm thôi. Nếu hai người đấy không chịu. Thầy còn có con cơ mà. Một lần nữa gạo động viên ông. Cô biết người già yếu, không làm được chuyện gì, lại ốm đau, rất hay tủi thân. Nghĩ con gái mình gầy còm sức không có, ông lại nhắc con. Thí dụ như thầy có bệnh nặng, thầy chết thì thôi, anh em trong nhà phải đoàn kết. Chứ thầy mà chết, chúng mày tan đàn xẻ nghé, thầy khổ lắm con à. Gạo gật đầu nhất trí, người già có những tâm tư mà những người thời trẻ đôi khi chẳng bao giờ hiểu nếu lúc khỏe lúc trẻ họ mơ ước thật nhiều tiền nào tiền bạc của cải vợ đẹp con khôn nhưng khi về già họ chỉ có một ước nguyện duy nhất đấy là con cái báo hiếu hòa thuận với nhau nói thì nghe đơn giản thế thôi xong nó là tất cả đối với một người lăn lộn lam lũ như ông hai cha con động viên nhau mà quên mất còn có cái thào ngồi cạnh nó cứ như một người thừa ngồi ở đó tay đang cầm mấy cả xoài nó trông thấy cây gạo an ủi ông vừa lạ lẫm vừa có nét buồn chắc đây là lần đầu tiên nó quan sát kỹ em gái và thầy nói như vậy bởi vì từ trước tới giờ nó thèm quan tâm gì đến người trong gia đình của nó đâu khi bước chân đi lấy chồng nó không nghĩ đến cảm giác của thầy và của gạo nó đi là đi đi để đến với cuộc sống giàu sang mà đến ngủ nó còn mưa tới nhưng bây giờ khi gặp bất chắc nó bị lấp lửng ở giữa ở không được mà đi cũng không xong. ở thì nguy cơ bị bóc mẽ, còn về thì chẳng ai cần một đứa vô dụng, chuyên gây sự như nó. Sáng hôm nay thảo rất lạ, trầm tư quá đỗi. Bỗng nhiên nó lại muốn ở nhà, tranh cho em bắt nạt em gái, cãi nhau tay đôi với thầy. Đến giờ nó mới phát hiện ra, khi ở nhà nó được mọi người thương nhất, có cây đùi gà hay miếng thịt, nó cũng là người được ưu tiên. Nói là nhà nghèo nhưng mà nó sướng nhất nhà. Cả ngày chẳng phải làm gì vì có gạo làm hết. Sang bên làm dâu nhà giàu, ấy vậy mà gần như nó không được ăn miếng thịt nào ngon ghẻ. Mỗi lần muốn gắp một miếng ngon, bà Thanh lại lừa mắt một cái. Nó biết ý, rụt đũa lại. Nghĩ đến đây, khoe mắt của nó cay cay ướt đẫm. Đi thôi. Gạo qua mặt Thảo, rồi sau đó đi hướng ra ngoài cổng. Đi đâu? Đi dọn chuồng lợn cho nhà chị chứ còn đi đâu. Một mình chị có làm ba ngày ba đêm còn không hết. Cạo nói rồi đi trước. Nó luống cuống chạy theo em gái. Vừa đi nó vừa kể. Bà Thanh đi ra tìm thầy trừ tà từ sáng sớm. Ở nhà bây giờ chỉ còn có mỗi mình tao. Trên phòng, thằng Quý đang bị ma ám. Mày có sợ không? Tôi là người ngoài. Tôi có làm gì đâu mà tôi sợ. Nếu bà Thanh không có nhà, vậy thì càng tốt tôi dọn chốc lát rồi tôi đi ngay chứ nếu để bà ấy nhìn thấy tôi bà ấy lại chửi tôi thảo gật đầu không nói gì còn nói gì được chứ khi người mình ghét bây giờ lại đi giúp mình hai chị em nhanh chân rào bước vì trời cũng lên quá đầu đến cổng thảo tra chìa khóa vào ổ thì lạ thay cái khóa ngày nào mở được cổng nay giống như mắc kẹt không xoay được chìa dường như có người không muốn ngăn gạo đừng có can thiệp vào chuyện nhà này nữa Cây thảo không mở được cổng Gạo đành mở thử Trong cho chỉ có mục đích Là vào đây dọn chuồng Phụ cái thảo thôi Ngoài ra không có ý gì khác Cái chìa khóa nãy cứng đơ trong tay thảo Bây giờ chỉ cần xoay một cái là mở được ngay Cây thảo đứng đấy Mặt mày tái đi Hai người không lên nhà mà đi vào chuồng lợn Chỉ một tay quét Rồi sau đó gạo còn quét nhanh hơn cả cây thảo Mày đi xem thầy Xong thầy bảo mày về nói với bà Thanh cúng à? Sao tự dưng mày lại quan tâm chuyện của con Hường thế gạo? Thế chị nghĩ xem, là vì chuyện gì? Gạo thoăn thoát đưa nhanh nhất trồi để quét dọn. Cái tay bằng bó tuy vướng, xong cũng liền nên cũng giúp ích được khá nhiều cho nó. Thảo nhìn thấy gương mặt thản nhiên của em gái, nó có chút trột dạ. Có phải mày biết chuyện tao làm rồi, có đúng không? vậy chị đã làm cái gì để mà chị phải hoang mang thế kia người ta nói rồi nếu không muốn người khác biết thì đừng có làm bây giờ chị ngồi sợ thì mọi chuyện đã muộn mất rồi tại vì tao không làm được nên tao mới phải liều thôi nếu tao không làm cách này thì bà thanh không bao giờ chấp nhận tao mày cũng biết còn gì nữa mày mày cũng chẳng hơn tao lý do của chị nó thối nát quá chị thảo tôi hơn chị là do bản thân của tôi cố gắng chứ không phải là lười biếng xong rồi ngồi cầu vẫn may như chị cũng giống như dọn trại lợn này này chị làm hai tay cũng chẳng nhanh bằng tôi làm cố ngày ấy chị nói rằng tôi đừng nhận lời thằng quý để cho chị một cơ hội có đúng không khi có tiền chị về giúp đỡ thầy giúp cả tôi chị có nhớ không vậy mà lấy xong chị về thăm thầy được mấy lần thầy già rồi chị đừng có làm khổ thầy thêm nữa sau câu nói của cô cả hai lại rơi vào im lặng có lẽ giờ thảo mới thâm thiế những lời gạo nói nhưng mà muộn mất rồi thảo cứ quét được nhăm nhát nó lại ngóc đầu lên nhìn cái cửa sổ phòng xem có ai đứng đó không nó không nói vậy thôi chứ trong lòng nó chẳng khác nào đang có lừa đốt khi mà sắp sửa mọi chuyện bại lộ đến nơi gạo ơi nếu mày biết mọi chuyện thì mày giữ bí mật giúp tao có được không Coi như là tao xin mày Tôi hứa với chị tôi không nói ra Nhưng mà chị biết rồi đấy Người quyết định là ai cơ mà Thay vì sợ lộ Thì chị nên ăn ăn sám hối đi Thảo gật đầu Nó cũng biết điều đó sẽ xảy đến Nó bây giờ chẳng khác nào người mang án tử Sắp sửa được phán quyết Nên trong lòng mang nhiều ưu tư và dây dứt Buổi trưa bà Thanh về Cùng với một người đàn ông mặc áo lam Nhìn cũng có thể biết, người đàn ông này mới ngoài 40, là thầy trừ tà được bà Thanh mời tới. Nói thì lại báng bổ. Chứ chồng ông thầy này không có tướng nào gọi là ra dáng thầy. Với cái đầu cua cắt đúng chuẩn ba phân, người hơi lùn lại còn béo, trên cầm một chòm dâu để lơ thơ vại cọng. Kiểu này thầy mà ăn mắm tôm dính vào thì cứ gọi là thối phải biết. Thấy bà Thanh về, gạo không làm nữa mà đi ngay. Ra đến cổng chạm mặt bà Thanh, Cô Ly nhí chào cho có. Giữ lịch sự, bà cũng gật đầu chào cô. Nhưng nghĩ đến việc trục vong sắp tới, bà Thanh liền gọi. Này gạo ơi, cháu có làm gì không? Không làm thì ở lại đây, xem thầy làm lễ. Thầy Quang đây là người cao tay ở trên tỉnh. Cô phải mất rất nhiều tiền công sức tiền bạc mới mời được thầy về đây đấy. Thầy Quang nổi tiếng về việc trừ tà, trục vong. Dằm bà oan hồn vất vưởng như con hường, chỉ là mũi thôi. Dạ thôi, Cháu người ngoài, không nên xen vào thì hơn. Cháu xin phép ạ. À? Gạo nói rồi toàn nhặt cây nón lên, thì Thảo giật giật kéo áo của cô. Ở lại đây đi, đông người cho đỡ sợ. Chả biết ông này có làm được cái gì không? Gạo nhìn chị gái đang tái xanh tái mét vì sợ khiến cho cô ngập ngừng. Bà Thanh thấy chị em to nhỏ, lúc này cũng nói xen vào. Phải rồi đấy, Cháu cứ ở lại mà xem thầy Quang làm phép. Dằm ba cái thứ vòng phá người. Thầy chẳng đánh cho khỏi siêu thoát luôn chứ. Đừng có mà láo nháo. Bà Thành nói như thể tỏ ý khinh thường gạo. Đến bây giờ, bà ta vẫn tự tin rằng bản thân mình từ người cho đến ma chưa ngán ai bao giờ. Gạo gật đầu. Nói như vậy thì cô muốn xem thầy Quang này liệu có giỏi như bà mù hay không? Tranh thủ lúc sắp lễ, gạo về nhà lấy cơm cho ông đỏ ăn. Hóng kiểu gì thì hóng, phải nhớ đến thầy đang ốm mà chạy về chứ. Buổi lễ được diễn ra ngay đầu giờ chiều. Ông Quang lấy trong túi ra bộ quần áo dài màu đỏ tươi bóng loáng, một cây khăn xếp cùng màu đội đầu, vừa chuẩn bị ông ta vừa nói. Các người có biết vì sao ta phải cúng một buổi chiều không? Bởi vì ban ngày thì ma quỷ, bớt hoành hành, dễ bề thu phục, mọi thứ xong xuôi cả rồi chứ tốt nhất là các người ở dưới này để cho ta lên đấy thầy ơi thầy phải cẩn thận đấy cô hưởng là người bị chết oan do rét lại đang mang thai cháu không cần phải dặn cô nói với thầy rồi thầy trừ được hết cháu cứ đợi đấy mà xem gạo không nói năng gì nữa ông thầy lúc này cũng đứng lên trước khi lên tầng thầy dán hai lá bùa ở chân hai lá ở tay một lá ở lưng và đầu từ cánh cửa buồng của quý được gắn một dải lụa màu đen bác từ cánh cửa băng qua cầu thang ra tận ngoài cổng nghe thầy giải thích thì đó là bắc cầu tiễn vong bởi sau khi hành lễ thầy dùng pháp lực để trục vong dài vài màu đen bác sẵn để vong chạy ra ngoài không còn ở trong nhà quấy rối. khi tất cả xong xuôi thầy quang bước lên trước cửa phòng một tay cầm nhang một tay cầm chuông lắc lắc một hồi tiếng chuông vang vọng trong căn nhà ma ám lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết lầm bầm trong miệng đọc chú thầy quang nhắm mắt tay cầm vào cái núm nắm cửa rồi vặn ra từ từ cửa không khóa thầy quang chiếm trệ bước vào bên trong khi thầy vừa nhấc chân bước vào cánh cửa tự động đóng chặt lại khiến ba người ngồi dưới nhà giật mình theo bà thanh thấy điểm lạ quay sang ghé tai con dâu nói thầm mày có thấy lạ không hôm qua nó còn chốt trong không mở được ấy thế mà bây giờ thầy vặn ra một cái là bung cửa rồi chắc là nó nhìn thấy thầy nó sợ đấy Tao nói rồi thầy quang này cao tay lắm không phải là hạng vớ vẩn đâu khi tất cả còn đang xì xèo bàn tán thì bên trong phòng có tiếng đổ vỡ rất to kèm theo đó là tiếng la hét không biết là của ai Xong tất cả đinh ninh rằng thầy đang thu phục được cô Hường. Mạnh vài được buộc vào cánh cửa đứt ra rơi xuống nền nhà. Bên trong tiếng người gào không thành hơi, tiếng đập phá đồ đang còn loàng xoàng Rồi sau 5 phút, tất cả lại chìm vào im lặng. Thực sự là quá tò mò. Ba người từ từ bước lên phía cầu thang, nhưng lại không nghe ngóng được gì. Khi tất cả còn đang hướng đôi mắt về phòng, cánh cửa một lần nữa mở toang Thầy Quang bị lực hất tung mạnh ra ngoài, sau đó đóng cánh cửa sập lại. Trước mặt ba người đàn bà, ông thầy ban nãy trịnh trọng bước vào bao nhiêu, thì nay te tua bấy nhiêu. Nãy ông còn mặc bộ quần áo lụa màu đỏ, đầu đội mấn, thì nay ông Quang mặc mỗi cái quần xì líp màu hồng, ngoài ra không có mảnh vài nào. Trên người thầy chi chít, những vết cào cấu cắn xé. Nhưng mà nó không đỏ, nó không tím, mà nó cứ đen kịt, giống như bị trúng tà. Ngã ra nền nhà, thầy Quang ộc cả máu tươi trong mồm. cuống quàng bò dậy, ông ôm lấy đồ nghề vùng chạy khỏi căn nhà có ma, không một lời từ biệt. Ra đến cổng, ông ta ngoái đầu, nói đôi ba câu. Nó không phải là ma, nó là quỷ, nó cướp mất đời trai của tôi rồi. Nói xong thầy chạy mất dép, để ba người ở lại bàng hoàng. Cuối cùng ông thầy được cho là cao tay, cũng không thể nào trị nổi. Gió từ đầu thốc vào trong căn nhà hằn học, khiến rèm màn bay tứ tung. Trong không trung, vang vọng tiếng cười của một người đàn bà quỷ quyệt. Dăm ba cái thằng lưu manh giả danh thầy mà đòi bắt tao, không dễ dàng như vậy đâu. Chúng mày muốn ấy, thì tao chơi cùng với chúng mày. Tao sẽ ngồi đây chờ chúng mày, đúng hai ngày nữa. Lúc đấy thằng quý cũng phải chết theo tao dứt lời gió ngừng thôi căn nhà lại trở về lúc ban đầu ngột ngạt u ám bà thành mặt tái nhợt cả đi nhìn vô thức bà run rẩy nói như thế là chưa diệt được nó còn hưởng nó đang ở đây nó sẽ bắt thằng quỹ đi sao người ta bảo ban ngày ma không dám bén mảng cơ mà nó không phải là ma nó là quỷ mất rồi bà thành vừa nói vừa tự trả lời Chắc bây giờ bà mới sáng mắt ra. Cô Hường không phải loại tầm thường dễ chơi và khả năng cao bà sẽ mất đi thằng con trai độc đinh. Mất đi quý mãi mãi. Dọn dẹp gọn gàng xong xuôi, gạo đi về lo cơm nước chăm thầy. Trước khi đi, bà thanh víu lấy tay cô. Lần này bà biết sợ thật sự. Gạo, gạo ơi, cháu xem có cách nào cứu thằng quý. Nệ tỉnh cháu với nó học cùng nhau, nể tình cô chú giúp nhà cháu của cải vật chất. gạo ơi, cháu giúp nó lần này có được không? Cháu không giúp được gì đâu. Nhưng mà cháu biết, người có thể giúp được. Đấy là bà mù. Cháu chỉ đường cho thím đến đấy, nhờ bà ấy giúp. Chính bà mù nói cho cháu biết trước, chuyện cô Hường sẽ quay lại đây báo oán. Bà Thành gật đầu lia lịa, đôi mắt tuy còn buồn, song nhen nhóm một tia hy vọng cứu được đứa con đến giờ thì chắc bà hiểu ra rằng quà báo không chừa một ai kể cả người giàu có như bà gạo biết địa chỉ cho bà thanh tuy từ làng này sang bên đấy không xa song đường lòng vòng khó kiếm gạo nói với bà thím đi tìm người giúp nhưng mà trong tâm của thím phải mong muốn hòa giải và bản thân thím phải ăn năn thì may ra mới được chứ thím đi chỉ có mục đích cứu con không thì khó lắm đừng nghĩ ma không biết gì Đừng nghĩ gì, người ta tỏ hết đấy. Bà Thanh gật đầu hiểu chuyện, gạo đứng dậy đi về. Việc đã vượt qua tầm kiểm soát và chỉ còn hai ngày nữa để giành lại sự sống cho thằng quý. Gạo mong tất cả đều bình an. Trở về nhà khi mặt trời sắp sửa tắt nắng. Đến sân thấy vui giặt quần áo cho ông đỏ, còn Hiếu đang cho ông ăn. Nhìn cảnh này, gạo cảm thấy nhẹ lòng biết bao nhiêu. Không biết Hiếu có tử tế thật hay không? Sau sự quan tâm này khiến cho ông yên tâm và đỡ tuổi thân được phần nào. Này, cho thầy ăn tử tế vào. Chứ mà sức thầy có hạn, một lần bị đi ỉa là thầy hẹo đấy. Gạo bước vào nói như vậy, Hiếu lườm lườm em gái rồi lại cho thầy ăn ngon lành. Cả ngày dọn không biết bao nhiêu chuồng lợn khiến cho gạo mỏi như từ đầu đến chân. Về đến nhà chỉ muốn nằm ếch ra ngủ. Sáng hôm sau, Gạo lại sang phụ con chị lười dọn chuồng, nghe cái thào kể. Đêm bên trong phòng thằng quý có tiếng cười của đàn bà rất dọn, lúc thì lại khóc lóc, nó cứ lại nhài cả đêm, khiến người sợ không dám ngủ. Đành xuống căn phòng của ông bà chín nằm tạm. Bà Thanh theo địa chỉ gạo viết tìm đến nhà bà thầy mù, không ngoại lệ. Khi đi đến đây, bà Thanh phải bốc số và đợi như bao nhiêu người khác. Nhà giàu mà, chẳng ưa đợi lâu bao giờ. Và đi đâu bà Thanh Cũng chẳng phải xếp hàng như thế này Lìa láu còn mắt Thấy người nhà bà mù trên hè Bà Thanh đi óng hẻo lên trên đầu hàng Rút trong túi sách ra một sớp tiền Bà nói nhỏ vào tay người đàn ông Điều gì đấy không rõ Chỉ thấy người đàn ông nhận cọc tiền Rồi chạy long tong vào trong Sau khi xem nốt cho người bên trong Người nhà ra báo tiếp theo Là nhà bà Thanh vào Khiến người ngồi chờ bên ngoài ý kiến Thật không quá bất ngờ bởi người có tiền họ chỉ cần quăng ra tiền thì mọi chuyện đều dễ dàng đi theo người đàn ông vào trong bà cười khinh bỉ hóa ra thầy chỉ là con người mà người thấy tiền thì chẳng có ai chê bao giờ bà thanh được dẫn vào cái buồng cũ để gặp bà mù thấy tiếng bước chân của bà thanh cồm cộp bà mù im lặng đợi cho khách ngồi xuống bà mù cầm cọc tiền vừa nhận ném thẳng vào mặt của bà thanh rồi nói một câu xanh dờn. Bất ngờ không con đĩ già, cầm con mẹ mày tiền về, tao đếch xem cho cái loại nhà mày. <laughs> Tưởng mày cầm một cọc tiền vào đây mà mày ngon, cỡ mày à, tiền tao cũng đi được. Chết, đừng có kiểu lên mặt với tao. Kìa bà, tôi đã nói gì đâu, tôi đã làm gì phật ý của bà đâu. Bà Thanh thấy điệu bộ gắt gỏng của bà mù thì rất ngạc nhiên. Trước giờ bà đi, cũng khá nhiều nơi Gặp rất nhiều thầy bà Xong chưa thấy thầy nào gọi bà là con đĩ bao giờ Biết mình phải nhờ và bà, bà Thanh không nổi nóng Chứ phải như người khác Bà chả xé xác ngay ra Bà mù cười nhếch mép Tay vô lấy tích rượu uống Xong bà lại nhổ tuẹt sang một bên lau hai mép Bà nói Mày là cái con nhà có chạy lợn Sang đây xem vụ con bé chết xét đánh Ám quẻ có phải không nếu mày đến đây trước vài hôm thì tao nói chuyện tử tế với mày. Nhưng mà mày không làm thế. Nhà mày không nghe con bé thóc hay gạo gì đấy cảnh báo có phải không? Giờ mày còn tìm tao làm cái gì? Tao không giúp được mày. Mày về đào huyệt mà chôn con mày dần đi. Con quỷ đấy, nó không tha cho thằng con của mày đâu. Bà Thành nghe bà mù phán câu nào, dựng tóc gáy câu đấy. Bà không thể tin người đàn bà có hai hốc mắt không chồng này lại đoán được người trước mặt là ai. Trong khi bà mù chưa một lần nói chuyện với bà Thanh, hàng ngày còn tiếp xúc với rất nhiều người khác. ấy vậy mà bà ấy lại nhắc việc nhà bà Thanh không sai một chi tiết nào. Vội vàng quỳ xuống lại lục bà mù, bà Thanh khóc như chết cha chết mẹ. Thầy ơi thầy, thầy cứu nhà con với. Nhà con chỉ có mỗi thằng con này là nối dõi tông đường. Thầy, thầy chắc chắn là có cách giúp cháu mà nếu được con xin đánh đổi tất cả để đền đáp công của thầy trước khi mày đến đây con bé gạo có nhắc mày phải thành tâm đúng không vậy sao mày không làm mày đang muốn người khác cứu con mày nhưng mà bản thân của mày không chịu nhận lỗi thì ai giúp gì được cho mày mày nhận lỗi chắc gì nó tha <laughs> mày đi về đi số phận cả rồi tao đến ấy cũng chả giải quyết được chuyện gì đâu. Bà mù phùi tay nói, bà Thanh liền túm lấy tay của bà và khóc rít lên. Thầy thường con với thầy ơi, thằng Quý là tất cả đối với vợ chồng con. Thầy nhân tử giúp đỡ chúng con. Nó mà có mệnh hệ gì, chắc là con chết mất. Bà Thanh khóc nức nở, nước mắt cứ như vậy nhò xuống bàn tay của bà mù. Cứ mỗi lần bà Thanh dậy lên như đìa phải vôi, Bà mù lại im lặng dây lát. Lần này bà thầy nghe thấy giọng bà thanh, hắn đã thành tâm thật rồi. Bà tặc lưỡi. Thôi được rồi, mày im cái mồm mày vào đi. Trung Quy chỉ tại nhà mày hết, trách ai vào đây. Rồi mày sẽ nhận ra rằng có những thứ không phải cứ có tiền là giải quyết được đâu. Tao giúp mày, không phải là tao thương nhà mày, mà tao nể con bé gạo. Nó bảo mày đến đây tìm tao có đúng không? Nhưng mà tao không chắc sẽ giải quyết được chuyện đâu. Nên chúng mày ngoài thành tâm ra thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Bà Thành gật đầu lia lia. Tuy cũng biết thầy nói không chắc, nhưng bây giờ bà cũng không biết vơ vải ai. Sợ mất con khiến bà như phát điên. Chưa bao giờ chưa một ai đe dọa bà kiểu này, ngoài cu hường. Nghĩ mây thấm thía lúc sống đối xử tệ bạc với người ta. Lúc người ta chết về báo oán, thì sợ không ngủ được, nếu ngày ấy bà không đuổi cô hường đi đời nào người ta chết mà thầy ơi con con đang còn một thắc mắc không biết ai giải đáp hộ đấy là việc cô hường có bầu với thằng con trai nhà con mày vẫn không tin là do con mày làm sao dạ không phải ý con là sao cô ấy mang bầu cháu nội con mà lúc con đuổi cô ấy đi cô ấy lại không chịu nói con một lần cô ấy quay lại khi bụng lồi hơn một đôi chút nhưng mà cô ấy không nói ra chuyện thằng quý nhà con làm cô ấy có bầu lúc ấy cô hường nói biết đâu con suy nghĩ lại mà chấp nhận cô ấy thì sao nó không nói bởi vì nó tin và hy vọng vào thằng con nhà mày nếu nó nhận con nhận vợ thì chính nó là người nói chuyện với thầy u để đón vợ đón con mình về nhưng mà thằng con trai của mày chỉ gọi là qua đường với con bé đấy thôi. Lúc bầu lớn rồi, nó quay lại muốn hỏi một lần, nhưng vì con trai của mày từ chối. Mày nghĩ xem, đứa làm ra sản phẩm nó không chịu trách nhiệm, thì còn bắt ai chịu vào đây được. Với lại, mày có chắc, nếu như con bé nó nói ra, thì mày chưa chấp nó, hay là mày càng đuổi nó đi. Nếu mày tử tế như người ta, còn gạo nó nói ra mọi chuyện, thì mày phải thờ cúng nó mới phải. Đằng này chẳng phải mày không cho ai làm gì hay sao? Bây giờ mày quay ra mày hỏi tao cái câu như thế. Cái mồm mày đĩ lắm. Bà mù lại chửi, khiến cho bà Thanh lúng túng. Đúng thế thật còn gì? Ngồi nói chuyện một lúc, bà Thanh lại hỏi tiếp. Thế bây giờ con phải làm sao? Con phải sắp sửa. Con phải chuẩn bị lễ lạt gì không? Để con còn biết đường. Tất nhiên rồi, nhưng thay vì mày đi sắm đồ mày đưa tiền cho con gạo với vợ chồng nhà ông già làm ở trại lợn mua đi mấy người ấy hôm cũng vong cũng phải có mặt nhắc đến đây bà thanh hơi lo bởi vì bà biết gạo còn ông chín đi từ đâu hôm trước bà có hỏi đâu vừa lại với cái tính khó của hai ông bà nếu tìm được họ cũng chắc chắn họ không quay lại một lần nào nữa nói thật với thầy hai vợ chồng nhà ông chín nghỉ làm từ mấy hôm nay con không rõ là đi đâu Hừ, mày đuổi người ta đi rồi có phải không bởi người ta muốn giúp mày giúp đứa chết oan kia nên mày đuổi người ta đi chứ gì thôi không sao nhà ấy đi rồi thì tìm người khác đứa con dâu mày là chị gái con gạo có phải không bắt nó đi sắm lễ đi vừa hay nó là vợ thằng kia nó sắm lễ để công nhận vong là vợ bé cũng được tính ra thì nó là vợ cả nhưng nếu đúng ấy, thì con hưởng quen thằng kia trước lại có con chung với nhau không nhờ con hưởng chết thì làm gì con vợ bây giờ có cửa vào nhưng mà quả báo sắp đến rồi không tránh được đâu con dâu con nó thế nào ạ à? hôm cây hưởng nhập vào thằng quý nó nó cũng nói lấp lửng giống như thầy thế chả nhẽ con thảo này có vấn đề sao Vọng chưa muốn kể thì thôi. Tao cũng chả kể. Với lại giờ tao nói ra, chắc chắn mày không để yên cho con đấy. Chợ cúng kiếng xong đi. Lúc đấy đuổi nó đi cũng chưa muộn. Bà Thanh không biết gì cũng gật đầu, nhưng linh tính mách bảo bà rằng con Thảo có vấn đề gì đó nghiêm trọng liên quan đến thằng Quý và cô Hường. Nhưng vì hôm cúng tế quan trọng hơn, bà mù không muốn bà Thanh đuổi cái Thảo đi trước. Mọi chuyện không sớm thì muộn, tất cả đều sẽ biết. Giấu người thì dễ, chứ giấu ma giấu quỷ thì quái nào được. Cứ ngồi một lúc, bà Thanh lại hỏi thêm một câu. Vậy hôm nay, ta làm luôn chứ thầy, làm luôn cho chóng. Phải đợi đến đêm ngày cuối cùng, tức là đêm mai. Bà Thanh lòng như lửa đốt xót ruột, gặp bà thầy bói xem như ngồi nói chuyện không xuông. Không đồng ý, bà nói tiếp. Làm ngay hôm nay đi thầy, Ngày mai thì muộn mất thầy ơi. Tiền sư con đi này. Tao làm thầy hay mày làm thầy? Mày ra lệnh cho tao đi à? Sao hôm tao sai mày? Làm sớm thì mày không làm. Còn ngồi rục rục, rục cái mà bố mày. Dạ, con không có ý ra lệnh. Mà chỉ là do trước đây. Con có mượn thầy rồi. Mà, mà thầy này bó tay. Cho nên con muốn làm sớm. Để mà... Để nhỡ may mà tao có không làm được thì nhà mày có thời gian đi tìm thầy khác có phải không? này tao nói cho cái mặt mày biết mù tao dám lấy đầu mình ra khẳng định nếu như tao không làm được việc này tao thách thằng nào con nào giải nghiệp được cho nhà mày đấy làm thì phải làm thành tâm đừng có kiểu đứng núi này trông núi nọ không thành sự được đâu tao nói rồi cứ như vậy mà làm còn cảm thấy không tin tưởng được ấy thì đi mà mời thầy khác về tiễn vong Bà Thanh không dám ý kiến, vội vàng gật đầu chấp nhận. Đi xem bói mà câu trước chửi, câu sau đuổi khách thế này thì chỉ có phong cách của bà mù thôi. Đã tìm được thầy, bà nhanh chóng chờ đến ngày mai. Khi đi qua nhà ông đỏ, bà xuống đây tìm gạo. Tới sân thì chỉ có vui, đang cho ông đỏ ăn sáng. Còn gạo thì không thấy đâu. Vui thấy người đàn bà ăn mặc sang trọng thì biết là người có tiền. Nó chạy ngay đi rót nước mời. Bà Thanh lên tiếng giới thiệu. Tôi là u chồng của cái thảo. Chắc chị là vợ mới của anh Hiếu hả? Thế ông đỏ ốm lâu chưa chị? Dạ mấy hôm rồi ạ. À? à, cô là vợ của chú Long sao? Thảo nào nhìn người quý phái quá. Em gạo đi chặt che về đan của ạ. À? Có việc gì không? Để cháu nhắn cho em. À, không có gì. Tại tôi không thấy nó nên hỏi thôi. Tiện đường ghé chơi mà không biết ông đỏ bệnh. Thôi thì gửi ông chút ít. Gọi là có hộp sữa. Chúc ông mau khỏe. Thím không phải cho tôi đâu. Tôi ốm theo mùa ấy mà. Ông đỏ yêu ớt, nói giọng nhỏ nhẹ từ chối. Xong con dâu đã kịp chìa tay ra đón lấy tiền. Nhanh tay đút vào trong túi. Vâng, cô cứ để cháu cầm cho. Thầy cháu uh, giữ kẽ mà. Kệ ông ấy. Bà Thành cười, đứng lên xin phép đi về. Đợi cho bà ta đi khuất. Nó lên tiếng trách thầy. Thầy ơi là thầy, thầy đúng là dở hơi. Người ta cho tiền thì thầy cứ cầm lấy. Với lại thầy là thông gia với nhà ấy. Người ta thăm non là điều dĩ nhiên. Mình giàu có không lấy đã đành. Đằng này túng thiếu đủ đường. Mình không lấy, người ta lại bảo mình sĩ diện. Thôi, thầy ăn nhanh đi, cho con còn dọn. Không ơi, chốc còn giặc cái của thầy nó về. Nó lại chửi cả con đấy. Vừa nói vui vừa đút thìa vào miệng của ông đỏ nhưng ông quay mặt đi không ăn nữa lời đứa con dâu nói ra khác gì bò mắm bò muối vào ruột của ông ông nghèo thật nhưng chưa xin ai thứ gì nhất là khi nhà long lợn cho ông vay tiền nhưng ông không trả nổi người ta cũng nói là cho rồi xí xóa rồi nhưng mà lòng của ông lại mắc nợ nợ tiền đã đành nợ cả sự tử tế thì biết đến bao giờ mới trả hết đây Gạo chặt được bó tre ôm về thì trời đã trưa, ông đỏ thấy con mồ hôi ướt áo thì thương con. Để chiều mát thầy nhờ chú đạt hàng xóm bê về, người bé thế kia, tay lại đang đau, kéo thế nào được. Mà sao bảo sang quét chuồng cho cái thảo cơ mà, giờ lại đi chặt tre rồi. Con quét xong từ sớm rồi, đi qua bụi tre tiện thì chặt thôi, cái tay này nó liền rồi thầy. Nhưng mà không đủ thời gian, người ta lại chưa cho tháo. Mấy bảo hôm trước hỏi, thúng thầy đan nhiều lắm. Thầy mệt, cứ ngồi trên đấy. Con đi à, con làm được. Ông đỏ gật đầu, may là ông còn đẻ được cây gạo biết thương thầy. Người thì bé, xong có hiếu nhất nhà. Vì cây tay bó bột vướng, cho nên cô lấy dao, rạch tự tháo bột. Ông đỏ cứ gàn, xong tay cũng lành lạn hẳn. Tuy hơi cong, xong ông không thấy con đau đớn gì. Vừa làm gạo vừa tỉ tê hỏi chuyện. Sáng nay con dâu thầy cho thầy ăn cái gì thế? Thầy ăn có được nhiều không? Phải ăn vào thầy ạ. À, uống thuốc thang nhiều khỏi ốm thì dạ dày của thầy cũng đỡ hơn. Ừm, ăn cơm với cả thịt kho. Giọng của ông lắp bắp trả lời khi con hỏi ăn gì. Chân ông nhẹ nhàng đẩy cái bát vào trong gầm ghế. Thế nhưng qua mắt gạo thế nào được? Những biểu hiện lạ của thầy gạo biết. Vừa lấy cái bát dưới gầm ghế, cô thấy bát cơm gần như còn nguyên cơm rời như muối, bên trên có ba miếng thịt mỡ bóng nhẫy. Bất giác đưa bát lên mũi người, gạo nhăn mặt. Rất nhanh sau đó, hàng lông mày của cô nhíu chặt. Ông đỏ biết cây gạo, sắp sửa định làm gì. Gạo à, con vót nốt đi, con vốt che tiếp đi. Không được, con phải sang tìm con đĩ kia. Nói xong cô vùng vàng đứng lên, khiến cho ông càn không kịp. Cô mang theo cả bát cơm mà ông giấu dưới gầm ghế. Gạo đi sang nhà bên. Chỉ 10 giây sau thì bên này nghe tiếng đập phá và tiếng cây vui khóc như cha chết. Gạo tát chị dầu một cái rồi túm tóc ấn đầu nó vào bát cơm. Giọng của cô gầm ghè. Vui! Vui nói xem. Bát cơm mà vui cho thầy ăn. Có cái gì bất thường hay không? Tất nhiên là cây vui biết gạo nói về chuyện gì. Xong sợ bị đánh. Nó lắc đầu không nhận Gạo không ngần ngại xúc một thìa đưa lên cho nó. Không biết chứ gì, ăn thử đi rồi biết. Vui không dám mở mồm, lắc đầu liên tục, quay ra phân bua. Chị để bát cơm từ sáng tới giờ, nên nó thiêu một chút. Chứ chị bảo đảm, lúc chị múc ra nó vẫn thơm ngon, chứ không phải như thế này. <laughs> Tao đã bảo gì đâu, mà mày biết cơm thiêu. Hay là mày cố tình? Tao nói cho vợ chồng nhà mày biết, thả mày vô trách nhiệm, để tao tự chăm thầy. Chứ đừng có kiểu mồm quan tâm chăm sóc, xong mày cho thấy ăn đồ ôi thiêu thế này. Ông ấy đang đau đang ốm, mày còn không ăn được, huống gì mày bắt ông ấy ăn. Lần sau mày cần ấy, giặt quần áo cho ông ấy thôi, còn cơm nước tao không cần mày lo. Gạo nói xong thì bỏ cây vui ra, không quên mang bát cơm thiêu đi về. Vui bị em chồng tát đau chảy cả nước mắt. Mọi khi nó quẻ, nó còn đánh nhau. Giờ nó tháo bột ra rồi Nó còn ghê gớm hơn nữa Buổi trưa chồng về Vui kể chuyện gạo sang đánh nó Sợ vợ đang mang bầu lại bị ảnh hưởng Hiếu chạy sang định tính sổ với gạo Nào ngờ cô vẫn giữ bát cơm thiêu ấy không đổ đi Cô để lên bàn Anh muốn banh vợ chứ gì Ăn hết bát cơm thiêu này đi Rồi anh đánh tôi thế nào cũng được Nó cho thầy ăn cơm thiêu đấy Hiếu quay sang nhìn vợ vui lấp liếm không dám nhìn. Ông đỏ không biết bênh kiểu gì nên chỉ im lặng. Gạo cười đều, cầm bát cơm thiêu đem đổ ra ngoài vườn, vừa đổ cô vừa nói. Không ăn được cơm thiêu, nhưng lại lấy cho thầy ăn. Đúng là chuyện này mà lộ ra ngoài đường, người ta cười cho thối mặt. Lần sau không làm được tử tế thì thôi, đừng có làm mấy trò này. Hiếu không nói năng gì bèn chạy về nhà, cây vui sợ bị đánh, nên chạy theo sau chồng. Ông đỏ nhìn con cái chửi nhau lại buồn, nghĩ con mình làm vậy với mình là không phải. Nhưng ông sợ ông mà chết đi, anh em bất hòa, không có đứa nào nhìn mặt ông lần cuối. Buổi chiều cái thảo sang nhà gọi gạo, sang bên nhà bàn việc, ông Long cũng về. Được vợ kể sơ qua chuyện con trai mình bị ma nhập, ông không tin cho lắm. Ông cứ để cho vợ mình tự giải quyết Ông bận việc làm ăn nên chỉ về chốc lát lại phải đi ngay. Lần này sang bà Thanh không còn cao giọng khinh khỉnh gạo nữa mà phải xuống nước nhờ gạo. Gạo này, cô gặp thầy rồi. Thầy bảo phải nhờ cháu sắm lễ hộ. Cháu với cái thảo sáng mai đi mua những thứ này giúp cô nhé. Bà mù bảo cô ghi cả vào đây rồi. Gạo gật đầu, trong bà Thanh khổ sở vì thương con, ai nữa lòng nào không giúp. Mà đồ cúng thì chả có gì đâu. Quanh quần chỉ nhang đèn hương hoa, tiền vàng mã. Giao việc xong bà Thanh mời tối sang ăn cơm. Nhưng gạo từ chối. Thế rồi tối ngày rằm, ngày ma quỷ lộng hành đòi đưa người sống đi cùng. Bà mù đến từ chiều, sắp xếp đồ lễ xong. Bà bảo người dẫn ra mộ của cô Hường, thắp cho cô nén nhang, gọi là báo cáo trước. Tuy nhiên cứ hễ thắp nén nhang nào, là nhang ấy chỉ cháy chút ít là tắt ngay. Gạo đi theo ra ngoài mộ với bà mù, thấy mộ cô Hường vẫn không một cây cỏ nào mọc được, xong có điều gì đó, cô cảm thấy không đúng. "Bà ơi, cháu thấy có điều gì lạ lắm." "Có cái giống gì lạ nào?" Bà mù không nhìn được, liền vành tai lên nghe Gạo, tất cả im lặng xem Gạo thấy lạ chỗ nào. Cô đi đến bên cạnh chỉ vào một ụ đất nhô lên khỏi mặt đất gạo nói cái mộ này y như kiểu bị nghiêng đứng gần thì không nhìn rõ bằng đứng xa nhìn kỹ thế nào nó cũng nghiêng mà bên cạnh này cháu thấy có cái ụ đất bé như là cái mộ con con bên cạnh mọi người nhìn xuống cạnh mộ quả nhiên đúng là có một ụ đất như lời gạo nói cái thảo nhìn mãi không thấy gì tao có thấy cái gì lạ đâu chắc là cái tổ mối hay tổ kiến nó đùn lên thôi. Cây thảo nói, người ta lại thấy có lý. Bà mồ cầm gậy đi chậm chậm đến cạnh mộ. Bà đưa cho gạo cây gậy trống của mình. Muốn xem đứa nào nói đúng thì cứ thử là biết ngay. Mày cầm lấy cây gậy này, ấn thật mạnh vào cái ụ đất đấy cho tao. Nhận lấy cây gậy, gạo đi đến chỗ mộ. Nhìn ngó một hồi, gạo cầm gậy nhắm thẳng vào ụ đất, rồi xiên một cách dứt khoát. Cả cây ụ đất lẫn cây mộ của Hường, lún sập xuống trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Mộ của cô Hường sau khi sập hũng xuống thành hố, giống như cái bánh rán phòng to, nhưng thực tế là bị rỗng bên trong ruột. Đất mộ sập xuống, lộ ra dưới hố sâu cái quan tài của cô Hường đã vỡ thành nhiều mảnh. Hố sâu không có nước khô cong, không giống huyệt mới đào. Cái mà mọi người ngạc nhiên hơn cả, đấy là cái ụ đất nhìn có vẻ không liên quan Xong thực ra lại liên quan hơn hết Nó giống như một miệng hố được ngụy trang Để thông xuống quan tài Lớp đất trên bề mặt gần như được não đi phân nửa Vì thế cho nên mặt mộ khá yếu Và có phần nghiêng giống như những gì gạo mô tả Mọi người há hốc miệng kinh ngạc Không hiểu chuyện gì Bà mù nghe tiếng xì xào Thì lại tả tiếp Ủ đất đấy thông xuống quan tài có đúng không? Dạ vâng ạ à đúng như những gì quỳ cảnh báo đêm nay không tiến hành e rằng con trai nhà trại lợn sẽ chết bởi nó gần như chiếm đụng xác của thằng quý nếu không bị khê chồng chết thì nó cũng chết bởi dương khí bị hút cạn khê khê đồng là cái gì ạ à? khê đồng là mượn việc của một người nhập xác nhập hồn trong thời gian dài hồn không xuất khỏi xác khi bị chiếm dụng. Kiểu như dùng lâu không thể rời ra được. Dẫn đến người cho mượn xác Gọi vong cũng chết. Vậy thì ba ngày vừa rồi. Quỷ mượn xác của thằng Quý cả ban ngày và ban đêm. Thì nó chiếm dụng xác của thằng này. Và cũng bởi trong người thằng Quý có người cái hường. Nên khả năng cao dưới mộ này không còn xác nữa. Đi đâu? Chúng ta đi cùng nhau. Bà mù càng nói càng khiến bà Thanh rối ren Chỉ có gạo và thảo là hiểu được vấn đề. Cây thảo tái xanh mặt, mỗi khi bí mật sắp sửa bị bại lộ. Nó tôm lấy áo sợ sệt, nhưng may thay không có ai nhắc về chuyện đó. Bà Thanh ngẫm một lúc, sau đó khẳng định. Dưới này chắc chắn còn xác nó chứ. Thì chả nhẽ có ai đào mộ, trộm xác mà cả làng không ai biết, mà cứ để yên sao. Bình thường là như vậy, nhưng mày nghe trên đời có người bị ma che mắt chưa hay rõ ràng không có ai nhưng mắt mày lại nhìn thấy những thứ mà người ta không thể thấy được thế mày gọi là tâm linh thảo nghe dùng mình nó hỏi lại bà thế chả nhé anh quý đào mộ u à u có nhớ chú đàm nói rằng bắt gặp anh ấy nằm ngoài mộ vào ban đêm không con e e e cái gì Thế thằng quý đào xong nó giấu xác ở đâu? Còn cái. Rời ạ. À? Mà con cá với thầy. Dưới này đang còn nguyên vẹn cái xác của con Hường. Chứ nó có làm sao mà... Hừm. mày đừng có già mồm. Thôi được rồi. Tao sẽ cho mày thấy. Bây giờ mày cho người đào mộ lên đi. Xem là còn hay là mất. Bà Thành xài cái thảo gọi một đám thợ đào thuê quốc mướn tới đào mộ cô Hường. Vì mộ sập rồi nên người ta đào khá dễ. Cây thảo đứng đấy nhìn, nó cũng biết thừa ở dưới đấy, nghi không có gì. Bởi cái mùi thối vương trên quần áo của quý mấy ngày hôm trước đã nói lên tất cả. Chẳng qua bà Thanh không biết mùi xác thối, nó như thế nào và bà quên mất mùi làng vàng trong nhà mấy ngày vừa qua. Chứ còn nó thì nó nhớ rất rõ. Đám người vơ vét sạch lớp đất bên trên dưới hố dần dần lộ ra một cỗ quan tài Vỡ không còn lành lặn Nhặt từng mảnh để trên mặt đường Đến mảnh cuối cùng Nhưng không thấy xác cô hưởng đâu Bà Thanh lúc này tím mặt Sao lại thế này chứ Sao chẳng cái gì Chính thằng con mày Bị nó nhập hồn Sai đào mộ lấy hài cốt đi rồi Và tao đoán không nhầm Xác cái hưởng Được giấu trong nhà của mày câu chuyện cứ thế đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và xen vào là nỗi sợ khiếp hồn ai dám tin một người đào mộ rồi mang xác về nhà mình trong khi nhà lúc nào cũng có người ở mà không một ai hay biết nhìn vào những mảnh vỡ gương bắt quái bên trong tất cả đều ngẫm ra bà mù nói không sai một câu nào khi mọi người đang còn nêu ra suy đoán thì người nhà bà mù đến báo bà ơi 5 giờ chiều rồi chỉ còn hai tiếng nữa là giờ dậu. Ừ, đi thôi. Chúng ta phải quay về cho buổi lễ tối nay. Lễ trục vong. Ơ ừ, thầy, sao lại là trục vong? Chả phải hôm trước cây gạo nói với con là làm lễ giải oan. Với... với bảo nó về làm lễ hay sao? Trục vong có nghĩa là thế nào? <laughs> cái con mụ già này, sao mà Bà mù lại toan cất mồm chửi bà Thanh đang thắc mắc, nhưng gạo đứng bên giải thích. Bây giờ không còn là giải oan và công nhận nữa. Hết thời gian 100 ngày rồi, cô Hường không chịu thỏa hiệp đâu. Giờ cô ấy là quỷ, nhất nhất đưa thằng quý theo cùng, bà mù chỉ còn cách cũng để đuổi vong đi. Hỏng giữ lại mạng sống cho thằng quý. Bà mù không thấy gì, xong nghe giọng của gạo, bà cũng im lặng lắng nghe. Bà cười và nói. Sao mày thông minh thế hở gạo? Không cần nói cũng hiểu ý của tao. Sao vụ này hay là sang nhà tao đi? Tao truyền nghề thầy bói cho mà làm. Ngồi im một chỗ, cũng kiếm được bội tiền, chẳng phải đi đâu sất. Thầy mà dụ được con gạo làm đệ tử, con bé bằng con kiến. Nếu nó tham giàu, thì hy con sang hỏi cưới nói cho thằng quý. Nó đồng ý ngay rồi. Đầu như con chị của nó. Bà Thanh lấp lửng nói xen vào gạo hóm hình chiêu đùa. Bà cứ làm xong vụ này đi, thành công biết đâu con lại đi theo bà. Này, con đĩ non, mày đang giao việc cho tao đi à? Mày không làm thì cũng đầy đứa xin theo học. Cái nghề của tao ấy à? Hơi bị khó, tao còn không đồng ý. Thấy người ta khen được một câu, mày đã vênh mặt lên rồi. Bà làm thầy mà mồm bà cũng hỗn thật, kiểu này đang cúng cho người ta. Mà bà cứ quay ra bà chửi, tiên sư mày con đĩ, như vậy là chết rồi. Mọi người nghe bà mù bị gạo trêu thì càng cười. Chắc chưa ai nghe thấy có người chỉnh được cái tính nóng này của bà thầy mù giống như gạo. Đang trong lúc căng thẳng, được cười một chút, cũng coi như vơi đi áp lực phần nào. Về đến nhà cũng gần 6 giờ, một tiếng trước khi tiến hành cúng lễ. Mọi người có mặt thì tìm một nơi để nghỉ ngơi. Người thì ăn tạm cái bánh chống đói, đám thợ đào huyệt thì cũng được bà mù sai đút sạch mọi thứ, từ áo quan cho đến gương bát quái. Làm xong đi thẳng không được ngoái đầu nhìn. Về đến nhà bà Thanh, bà mù cho mỗi người một gói thuốc. Có cái gì đó màu đen đen. Bà dặn về tắm rửa thật sạch. Nhà nào có con nhỏ hay người già đau yếu. Tối nay cấm được bén mảng hay bế lại gần đây. Tất cả đều được bà Thanh trả tiền công, vô cùng hậu hĩnh. Bà mù đang lần sờ sắp lễ. Động vào đâu là đồ thứ ấy. Nhưng không ai dám nói gì. Bởi nói ra thì bà lại chửi cho. Trong cái cách sắp lễ của bà mù, bà Thanh lắc đầu. Không biết có làm được gì hay không. Gạo ơi, lấy trong túi vải tao mang. Có cây cối với cái chày rồi. Bê ra đây. Nhớ là đừng nhấc cái chày lên biết chưa. Bà mù bếp gạo đang còn đứng cạnh liền sai cô. Cô vâng dạ gật đầu đi lấy. Lôi trong cái túi vải một cái chày và cối gọi là chày cối, xong nó chỉ hơi trũng lòng một tí và làm từ gỗ. có lẽ hai cây này có từ rất lâu, nên bên miệng cây cối nứt ra một ít. theo nhiều lời dặn dò, gạo lấy ra rồi để trước mặt bà mù. biết bà không thấy đường, nên cô cầm lấy tay bà sờ sờ lên để vào cây cối. sờ được rồi bà lại tiếp tục sai. trong đấy có một cái bọc nước, đổ ra cái bát con. làm đi. Xong rồi tao lại sai tiếp. Gạo vâng giả. Tuy chưa làm việc với thầy bói lần nào, xong gạo làm rất nhanh chóng và gọn gàng. Không cần chỉ chỗ, không cần nói nhiều, cũng không cần hỏi lại. Tất cả mọi người đứng đó đều biết. Bà mù đang dạy gạo cách làm một thầy bói. Lấy ra cây túi, đổ cái thứ nước màu đỏ đặc quánh ra bát. Gạo đưa lên mũi người. Bật giác ghê cổ cô nôn ẹ ngay tức khắc. Cái mùi tanh đã đành, nó còn kiểu thum thùm khăm khắm, kinh chết đi được. Gạo lầm bầm. Là... là máu chó. Ơ, ừ, sao mày lại biết? Cháu chỉ đoán thế thôi. Bởi cháu có nghe người ta nói diệt quỷ, cần phải dùng máu chó. Ừ, không sai. Là nó đấy. Tí mày nhớ đứng ở đây, khi nào tao ra lệnh, thì nhớ phải làm thật nhanh biết chưa? Gạo vâng dạ đồng ý. Cứ như vậy gạo lôi từ trong túi ra cả một cây roi dâu. Cây thào nhôm bé bằng cây gáo dừa. Mấy lá bùa màu đen màu vàng tất cả đều trưng ra trước mặt bà mù. Người theo hầu bà mù có lẽ quá quen với cái thào nhôm nên bảo gạo đưa cho hắn. Hắn lại đưa cho bà Thanh và cái thào. Hai người có mót đái không? Đái vào cái thau nhôm này. Ờ, không, mày đưa cho cái gạo đái vào đi bà mù gọi người nhà đưa cái thau cho gạo gạo thắc mắc thêm nữa lại ngại nên từ chối cháu không mót ai làm mà chẳng được ạ à? không mót thì uống nước thật nhiều vào tí thì mót ngay phải là mày bởi hai đứa kia toàn là kẻ sân si tham lam sống bẩn. đổ lên một con quỷ khiến cho nó điên hơn cần phải lấy của một đứa đàng hoàng sống hiền lành biết lẽ phải Giống như mày đấy gạo ạ. À. Bà mù nói vậy gạo giòn rén cầm lấy cái thau nhôm ra làm một cốc nước thật to để chờ mót tiểu. Từ trên tầng đến ngoài cầu thang, bà mù cho người đồ dầu hòa, pha tí máu chó ra nền. Bà Thanh thấy bà mù làm vậy, sợ cháy nhà hòa hoạn, ngỏ ý ngăn cản. Xong lại bà, chửi cho. Chứ con ôn nào, hôm đến nhà tao khóc lóc van xin các kiểu. Bảo nếu thằng con ấy, có chuyện gì thì mày chết có đúng không? Hoa già là võ mồm. Mày yên tâm đi, không cháy nhà được đâu. Mà cháy nhà tao đền cho. Bà mù cứ lèm bèm chửi. Bà Thanh lại im. Hai con người này từ sớm đến giờ không nói được câu nào tử tế với nhau. Hờ một tí ra là chửi. Chửi xong lúc đấy thì lại thôi. Bởi mục đích chính của bà mù đến đây chỉ là cứu giúp nhà bà Thanh. Cho nên tất cả đều phải nhịn. 6 giờ 59 phút, kim dây nhích từng ly chậm chạp để đến số 12 khiến tất cả hồi hộp và chờ đợi. Ai cũng trông ngóng, không biết bà mù sẽ làm gì, sẽ dùng cách nào để thỏa hiệp với quỷ. Đúng 6 giờ, bà mù cầm sẵn cái dùi gõ một tiếng chuông. Chuồng ngân xa vang vọng khắp căn nhà rộng lớn, khiến tất cả nghe như kiểu, nó bay khắp nhà, rồi lại bay ngược trở lại vào tay của bà mù. Bất giác không gian im lặng, hơi nóng tứ phía ngột ngạt, ai đấy nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Tất cả yên tĩnh đến nỗi, con thảo sợ, vô thức nuốt nước bọt, ai ai cũng nghe thấy. Dưới nhà im lặng là như vậy, song bên trên phòng có tiếng động vang lên, mỗi lúc một lớn. Gạo biết rằng, bà mù vừa đánh thức một con quỷ và cô cũng hiểu ra bà mù tại sao lại muốn cô đứng bên cạnh chính cô là người trực tiếp diệt quỷ bà ơi cháu cháu không làm được đâu đấy là bạn cháu đấy là cô hường mà đây không phải là lúc mày từ chối bắt buộc mày phải làm cho dù đấy là người ruột thịt nhà mày nếu như mày không tiêu trừ nó sẽ giết chết mày trước khi mày định kháng cự Muốn thằng Quý sống, mày nhất định không được lui. Có tao ở đây, mày cứ yên tâm. Bà mù nói lớn để trấn an gạo. Tầm này làm gì còn đường lui? Cạo sợ toát mồ hôi hột. Nói thì đơn giản, nhưng mà người trực tiếp đối đầu với quỷ vẫn là cô. Một đứa trẻ người, non giả, vừa mới tháo bột gãy tay ngày hôm qua. Cuộc nói chuyện vừa mới dứt, thì cánh cửa phòng kêu lên kẽo kẹt từ từ mở ra. Mùi thối lại bay ra nhiều hơn, sọc thẳng vào đầu óc những người đang có mặt ở đây. Quý bước ra quần áo trên người rách tũa, bẩn thỉu, gầy trơ xương. Tóc nó mọc dài, điểm những sợi trắng phau, hốc mắt cũng khô dần nhưng đỏ thẫm máu. So với bà mù là một chín một mười, đặt bàn tay xương sầu với cái móng tay cong lên trên lan can cầu thang quý ngoác mồm ra cười nhưng điệu cười này là của cô hường có mấy ngày không trông thấy quý mà giờ hắn kinh dị như móc dưới lỗ lên nhìn chăm chăm vào người bên dưới quý hường nói ngay sao sắp sửa chết rồi thế mà còn kéo nhau sang đây xem <laughs> càng vui càng đông nhỉ ai ở lại thì cứ ở còn con gạo thì về đi việc này cháu không nên xen vào Cháu là người hiểu lý lẽ. Cháu biết nên làm gì có đúng không gạo. Đừng để một khi cháu theo chúng nó mà phá cô. Thì cô không chắc. Thằng quý có còn sống hay không? Một câu cảnh cáo hết sức thiết tha đến từ cô Hường. Rõ ràng đến khi chết, khi biến thành ma, người sống chữa nghĩa cao đẹp vẫn chừa một con đường lui. Tất nhiên gạo không muốn đắc tội với cô, song gạo lại muốn cứu thằng quý. Bà mù ngồi đấy nghe được bà ta cười và nói. cô biết nghĩ như vậy mà cô muốn kéo người sống theo. Thì ra cái thể thống gì? Chuyện ngày xưa, cứ để cho nhà nó gánh nghiệp từ từ đi. Hà cớ gì, cô lôi nó chết. Trời cũng không tha cho cô đâu. Bấy nhiều lời khuyên của bà mù dành cho cô không thấm tháp vào đâu so với sự oán hận của cô Hường người sáng mắt còn chẳng ai huống chi mù đừng có tốn công đây là việc của chúng tôi người ngoài như bà miễn can thiệp và tao nói trước cho nhà mày biết sau thằng quý sẽ đến lượt mày thảo ạ à. cái con lòng lang dạ thú mày vẫn mong tao không tiết lộ việc này có đúng không tao cũng không nói ra đâu bởi vì tao nói rồi nếu không nhờ mày làm vỡ gương bắt quái làm chuyện trái đạo đức với tao, thì làm sao mà tao có thể ở đây mà lôi thằng Quý đi được chứ? Quý lúc này nhe răng ra cười. Bà Thanh nghe vậy thì túm lấy cổ áo của Thảo, xách ngược lên và tra khảo nó. Còn đĩ này, mày đã làm gì? Mày, mày làm gì con tao? Có phải mày muốn hại con tao có phải không? Bà Thanh đánh cái Thảo ngay tại đó. Nó đào đớn xong lắc đầu không nhận trong lúc đang căng thẳng thì có hai người nhà bà mù đã ám sát dán được ba lá bùa vào người của quý bùa dàn đến đâu xịt khói đen muốn cháy ra đến đấy thế nhưng cây bùa chỉ vài giây đã cháy thành cho rồi rơi xuống nền nhà gạo đâu đưa dây ra đây giọng bà mù ra lệnh gạo thò lấy cái dây đã được bện như dây thừng kèm với năm lá bùa đen dính sẵn đưa cho hai người kia. Khi mảnh tàn bùa cuối cùng rơi xuống, cây dày dầu trói hẳn vào người, rồi cứ như vậy siết thật chặt vào người của quý, khiến cho hắn gào lên. Gần guốc gồng lên, hỏng rằng đứt dây, nhưng bất thành. Máu chó nước tiểu, được bà mù tiếp tục nói. Gạo đưa cho người thanh niên kia, không ngần ngại họ dội thẳng vào người của quý. Nhưng hắn không sơ sẩy bị làm sao. Tức mình, Bà mù ra lệnh yểm bùa vào đầu của quý, dùng roi dâu đánh thẳng vào người, khiến nó nhảy ngược lên. Máu trong mồm, trào ra nhơ nhớp. Hai thành niên theo hầu bà mù đánh hăng lắm, tiếng roi dâu quất liên tục kêu vù vù. Được một lúc, thì quý gục xuống ngất lịm. Bà thành nghĩ còn mình thoát, thì định chạy đến nhưng gạo gàn. Đúng thế thật. Quý ngửa mặt lên cười, mồm ọc ra nhiều máu đen, mùi thật là kinh tởm. Nó chỉ mất sức một chút, song vẫn không chịu thoát xác. Sao? Tài năng chỉ có nhiêu đây thôi có phải không? Dằm ba tí máu chó, nước đái với roi dâu, mà định bắt tao bỏ cuộc á. Còn xanh và non lắm, có đánh thì chỉ khổ người nhà mày thôi. Đánh nhiều, nó lại càng chết sớm. Quý nhìn bà mù nói như vậy, bà mù trao mày. Mày cũng già mồm thật. Đang cho tôi một cơ hội để mà rút lui đấy. Không nghĩ cho mình thì phải nghĩ cho đứa bé. Cô không cần siêu thoát, nhưng nó phải được đầu thai. Đừng vì oán hận của người lớn mà bắt con nhỏ phải thiệt thòi. Không đáng đâu. Đứng dậy mò mẫm đi lên bậc thang, nhờ gạo dắt đi, bà nói nhỏ vào tai của gạo. Tao đưa bùa cho, thì đem dã nhớ chưa? Gạo giật, dắt bà đi đến gần với quý khẽ tóc mấy lá bùa chú trên người cô hường đưa cho gạo bà mù thở dài tôi thua rồi thân làm thầy nhưng không đứng ra phân giải được chuyện giữa người sống và người chết mong cô bỏ quá cho mụ biết như vậy là tốt khi cô hường đang còn đắc ý trước lời nhận thua của bà bói mù thì bất giác bà rút một cây roi dâu to bằng ngón chân cái đánh thật mạnh. Nhưng không phải là đánh vào người, mà đánh vào cái bóng của cô Hường đang đổ phía nền sau thằng Quý. Nó gào lên, bà mù không tha vẫn đánh rất mạnh. Hóa ra điểm yếu của một con quỷ không nằm ở thân xác người bị nhập, mà là cái bóng phản chiếu của quỷ dưới nền đất. Người hầu thận cận, thay bà ra sức đánh vào cái bóng, thì tập trung đánh, khiến Quý lần này ngã lăn ra đất gào khóc. Nó phồng má trợn mắt lên trông rất sợ. Bà mù gào lên và gọi. Gạo ơi! Giã bùa! Gạo nghe thấy tiếng bà mù rồi. Thế nhưng cô không làm được. Cô chồng thấy Hường đang riêng gì dưới nền nhà. Bất giác cô xót xa. Cả người thằng quý quằn quại đau đớn trong vũng máu chó. Xen lẫn nước đái khai mù. Nghĩ thế nào thì nghĩ. Cô Hường có biến thành quỳ thật. song vẫn đáng thương và tội nghiệp. Ở cái con kia, mày có dã bùa đi không? Tiếng của bà mù vang lên hối thúc, nhưng gạo lắc đầu không làm. Người nhà bà mù thấy gạo không làm theo lệnh, một người chạy xuống lấy cái cối, giật lấy bùa trên tay gạo, cho vào dã thật mạnh, như búa bổ vậy, khiến hưởng trên cầu thang, gầm rú, trợn trừng mắt. Trên bà mù cùng với người kia vẫn đánh, dưới này vẫn dã bùa, để yểm cô hường liên tục. Gạo chỉ nhìn thôi, xong cô thấu hiểu được nỗi đau đớn của cô Hường đang phải gánh chịu. Gạo bất ngờ chạy lên, đỡ lấy tay của bà mù. Cô khóc, ngăn không cho bà đánh cô Hường. Cháu xin bà, bà đừng đánh cô ấy nữa. Cô ấy đủ tội nghiệp lắm rồi. Trời bắt cô ấy chết oan, thì chả nhẽ mình lại hành hạ cô ấy thêm hay sao bà? Để cho cô ấy một con đường siêu thoát đi. Cô Hường à, Cô đi đi. Cô oán hận. Cô cũng không thể sống lại được. Cô cũng không thể cứ mãi đeo bám người không xứng đáng với mình. Cô còn con. Cô phải cho nó đi đầu thai chuyển kiếp. Chưa trả nhẽ. Cô bắt nó vất vưởng giống cô sao? Quý nằm trên sàn thoi thóp thở. Có lẽ lời của gạo xin bà mù đã làm động lòng một âm hồn mang lòng oán hận như cô. Đúng vậy. Cô làm gì mình cô chịu nhưng còn con của cô. Nó không thể cứ theo cô mà chịu lấy tội. Bắt thằng Quý chết, ngoài cảm giác hả hê, cô không nhận được gì. Ngược lại còn đau khổ hơn nhiều lần nữa. Cô hưởng khóc thút thít thành tiếng, thương cho bản thân, thương cho tất cả. Cuộc đời cô sinh ra quá nhiều đau khổ. Đến khi chết, cô cứ mãi ở trong cái vòng luẩn quần trà thù, giết được thằng quý rồi thì sao mẹ con cô có sống lại được không cô có được siêu thoát hay không hay là càng thêm nặng tội căn phòng nóng như lửa bây giờ có gió thổi vào làm dịu đi đôi chút cô hường nhìn gạo cười mệt nhọc cô sẽ đi thật xa để sám hối cháu nói đúng chết không có nghĩa là hết Cô phải tích đức để u con cô được chuyển kiếp luân hồi. Cảm ơn cháu vì tất cả. Dứt lời quý ngã ra rồi co giật, làn khói đen từ người nó bốc ra như cháy. Bà Thanh nghĩ hưởng mau theo hồn con trai, thì gào lên nhưng không dám đến gần. Người của bà mù châm ngọn đèn khiến cả lối đi từ cầu thang bốc cháy, đưa làn khói đen từ trên tầng bay xuống dưới, rồi bay thẳng ra ngoài, tan trong nền trời ban đêm khói xám bay đi lửa trong nhà tự động tắt và không hư hại bất cứ thứ gì không khí ôn hòa mát mẻ của buổi tối tràn vào phòng bà mù kéo tay mình ra khỏi tay gạo đang nắm chặt mày bỏ tao ra nó đi rồi còn gì chúng mày đỡ thằng quý lên giường mà nằm đi bà mệt nhọc đứng dậy chắc bà cũng thấm mệt với buổi trục vong này Quế được cõng xuống tầng, tay chân mềm nhũn, xong có hơi ấm trở lại. Tất cả ngồi cả xuống ghế, lúc này bà mới lên tiếng trách móc. Mày đúng là dại, đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, lại ngăn tao. Cũng mày nó hồi tâm chuyển ý, chứ nó mà không chịu, nó vồ lấy mày. Nó chỉ cần cắn mày một cái là mày chết. Gạo lúc này gãi đầu, cô thì làm sao nghĩ được nhiều như vậy lúc bấy giờ cô chỉ nghĩ thế nào để cô hường không bị bà mù đánh nữa thôi bởi nếu cứ đánh như vậy có lẽ cô sẽ tiêu tán thành bụi bà thanh vừa mới xem thằng quý nó thở lại bình thường nhưng gọi mãi không tỉnh nó bị ma nhập mà thân xác cũng chẳng khác gì ma chồng con trai mình như cái con gì bị nhốt bỏ đói lâu ngày gầy trơ xương bà thanh không khỏi chạnh lòng xót xa Đi ra ngoài ngồi cạnh bà mù, bà Thanh lên tiếng hỏi. Thầy ơi, cháu nói chưa tỉnh lại. Liệu cháu nó có ổn không thầy? Nó mới từ cõi chết trở về. Chưa bô bô cái mồm kể chuyện với mày được ngay đâu. Ít ra phải 5 ngày nữa nó mới tỉnh. Ngày mai tao làm cho mấy cái bùa để vào gối nó. Phòng thân, bất chắc. Mà có chuyện quan trọng hơn. Đấy là đem xác cái hường đi cải táng đi xây lại khang trang sạch sẽ. Mùng một ngày rằm, dỗ nó phải làm, không cần to, xong phải cẩn thận. Ở mộ thì không có xác, vậy xác nó đang ở đâu à bà? Thì phải tìm mới biết được, chỉ quanh quanh trong phòng của thằng Quý, tìm đi, xong an táng trong đêm nay. Quan tài không cần gắn bát quái, chỉ cần dán một lá bùa trên nắp quan tài là được. Việc còn lại, nhà mày phải làm, còn tao ấy, tao đi về đây. Bà mù nói xong thì đi, để lại bà Thanh cùng gạo và thảo ở lại. Bà đi ngang qua gạo, bà lắc đầu và nói với cô. Cái tính hiền lành của mày, không làm thầy được. Đang bắt vòng mà nó khóc lóc đôi câu, lại thả nó ra. Nó quật lại cho thì chết, không ăn thua. Mà tao soi, ấy, tao thấy, nay mai mày có vận đen ám vào người đấy. Liệu liệu cái mồm, đi đứng ấy phải cẩn thận. Mai sang nhà tao, tao cho cái bùa phòng thân. Ờ chứ bây giờ, tao hết bùa rồi. Cạo vâng dạ chào, tiễn bà mù ra ngoài, giờ chỉ còn lại ba người. Thảo từ lúc bị bà Thanh đánh xương mặt, không dám hé răng lừa lời. Lúc ấy nước sôi lửa bỏng, ai có thời gian đâu mà bà Thanh gàn cho nó. Nó bị như vậy là quá nhẹ so với những gì mà nó làm. Thế nhưng cũng may cho nhà nó, không ai nói toạc ra cái bí mật động trời nếu không nó sẽ chết dưới tay bà thanh tuy đau vì bị đánh sau nó cảm thấy may mắn vô cùng vì sự việc không bị bại lộ gạo này cháu nói xem giờ tìm ở đâu thì được thì bà mù nói rồi đấy cứ nhắm phòng quý mà tìm trước cô ạ à. bà thanh gật đầu hai người lên phòng đi tìm còn cái thảo được phân đi gọi người đến thuê chôn cất việc này đòi hỏi phải cẩn thận càng tìm người kín miệng thì càng tốt bởi lúc chiều không biết có ai nhìn thấy người nhà bà thanh đứng trước ngôi mộ của cô hường bị sập hay không bà không sợ chính quyền sờ gáy bà chỉ sợ dân làng dị nghị tất nhiên người ta cũng chẳng dám nói trước mặt người giàu có giống như bà bước lên phòng quý mùi thối ấy càng nồng nặc như thể nó là khí đặc lẫn vào không khí Nghĩ đàng nhiên đàng lành có một bộ hài cốt trong nhà. Bà Thanh không dám thở mạnh. Chân tay bà run lầy bầy để cho gạo đi trước. Bà gión rén theo sau. Cô ơi, bây giờ cháu tìm hướng giường. Bên này, thím tìm hướng tủ quần áo bên kia cho nhanh nhá. Không sắp nửa đêm rồi. Bà Thanh gật đầu, nhưng bà e rè không dám tìm sục sạo như gạo. Bà sợ mở cánh tủ này ra, Bên trong có một cái xác người thối giữa khắm nồng khắm nặc, đổ thẳng vào người của bà. Có lẽ bà có tắm mười mấy lần, cũng không hết ám mùi. Bên này, gạo lật tung chăn chiếu lên, đến gầm giường cô chui vào kiểm tra cặn kẽ, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì trong này. Gạo thì mong tìm thấy xác, còn bà Thanh mỗi lần gạo nhấc cái thứ gì lên, không có gì, bà lại thở vào. Trong thâm tâm của bà không mong tìm được cái xác trong căn nhà này. Kìa thím, thím tìm xong chưa? Thím... Bà Thành lắp bắp lúng túng, bà định nói dối là tìm được rồi, xong lại nghĩ biết đâu, nó ở trong đấy thì lại chết. Cho nên bà tiếp tục lắc đầu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 20 của câu chuyện Giá của cái nghèo được viết bởi tác giả Giao Ninh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và sau khi mà chúng ta lắng nghe sóng những tình tiết rùng rợn của câu chuyện này, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Vậy là cái Thảo vẫn thoát nạn. Thật sự là Tâm An không hiểu được tại sao đến tận bây giờ mà Thảo lại gặp quá nhiều may mắn đến như vậy. Và câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 21 của câu chuyện này vào chuyên mục đọc truyện lần sau. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.